tất cả lập cục. Vì sao vậy? Vì việc thế gian không thể kết thúc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ tòa Bồ Đề đứng dậy nói thời pháp nhỏ cho năm vị tỳ kheo, nói về A Hàm, bắt đầu giảng từ cách làm việc mọi người để tiếp thu. Như Tam Phước trong Quán Kinh đầu tiên nói cái thứ nhất, thứ nhất là tục sĩ để cô thế tục. Mọi người rất dễ tiếp thu điều này, nghe ra cảm thấy rất có đạo lý, cần phải tiếp thu, cần phải phục hành. Sau đó từ thiện thế gian tiếp tục nâng cao thành giới thiện. Phật nói về giới pháp, tam quy là giới thiện của bạn. Nói đến tất cả giới luật, giáo giới, họ trì tam quy. Một tu chung chứng rất là hoài nghi, giới thiện. Điều thứ ba nói về hành thiện. Bồ Tát, cuộc sống hành vi của mình không có gì bất thiện.